Toàn thể các bác là một shop mà chuyên kinh doanh về vật tư ngành ong, các phụ kiện cho các bác nuôi ong mật. Ong nội là chính thôi nhá, còn ong ngoại thì chúng tôi không kinh doanh mảng đấy nhiều. Cũng có một số thứ nhưng mà chủ yếu ong nội thôi. Thì hôm nay tôi làm một cái video để chia sẻ với các bác về những cái nội dung mà kinh doanh của chúng tôi. Thực sự là kinh doanh online ngày nay nó rất là phổ thông, ai có thể kinh doanh. Các bác thích thì các bác có thể kinh doanh. Tôi bản thân tôi cũng vậy, và đây gia đình tôi. Kia là chị gái, còn kia là bác. Đây là cái cơ sở sản xuất cũng như là bán hàng của chúng tôi. Bán nhiều mặt hàng nhưng mà riêng về cái sản phẩm ngành ong, nó là một cái sản phẩm đặc thù chung. Nó rất là cồng kềnh. Như các bác có thể thấy ở đây cái thùng này nó to như thế này. Nó to. Nó rất là cồng kềnh. Thì xin thưa các bác là khi mà cái đơn hàng mà cái bưu phẩm mà cồng kềnh như này gửi đi ấy, thì cái tiền cước phí nó rất là cao các bác nhé. Như cái này mà gửi đi xa ấy là nó rơi vào tầm hơn 200 ngàn, cả tiền ship và tiền cước thu, tiền thu hộ ấy. Có cái đây là gửi chậm các bác nhá, nếu gửi nhanh nó tầm độ khoảng 400 nghìn, nó rất là đắt giá trị mặt hàng. Cái đấy chúng tôi không được, các bác cũng bị mất một khoản chi phí, bởi vì đơn vị vận chuyển người ta tính theo cái độ cồng kềnh để mà người ta tính cái đơn hàng giá tiền, chứ người ta không tính cân nặng đâu. Bé, ví dụ các bác gửi một cục chì thì người ta tính cân nặng, nhưng các bác gửi một cái thùng xốp nhẹ, ví dụ đơn giản như cái thùng xốp này đi, thì người ta lại tính theo thể tích, tức là nó to. Tính kiểu gì thì họ cũng vẫn là cách tính của bên đơn vị chuyển phát. Còn tôi là đơn vị bán hàng, các bác là người mua hàng thì phải chấp nhận những cái dịch vụ đấy thôi. Tất cả là công bằng hết, bởi vì to chiếm rất nhiều diện tích. Nó nhẹ nhưng mà nó to chóng nhiều diện tích thì nó phải tính đắt tiền hơn. Tuy nhiên là các bác có thể thấy rằng là đặt hàng ở bên đơn vị kinh doanh chúng tôi ấy, thì không cần phải đặt cọc, không phải phải đặt trước bất cứ một khoản chi phí nào. Hàng đến nơi các bác có quyền kiểm tra cái hàng này đúng tiêu chuẩn, đúng tiêu chí chất lượng, các bác phải thanh toán tiền. Về cơ bản thì là như thế. Thì tôi chia sẻ các bác là rất là mong các bác trước khi nhận hàng sản phẩm ấy, các bác cũng kiểm tra thoải mái, và trước khi đặt hàng thì các bác cũng thỏa thuận với bên tôi rất là chi tiết, rất là rõ về cái sản phẩm, riêng về cái thùng quay mật này. Đấy, để làm sao cả hai bên cùng thống nhất được về cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cho cả hai bên. Thứ nhất là về chất liệu, về kích thước, về tiền cước, rồi mọi vấn đề, để làm sao hai bên thỏa thuận mua bán vui vẻ và tỷ lệ chốt đơn hàng thành công cao. Đơn giản như cái này thì vì là đặc thù ong nội thì là cầu 42. Là nói chung thì một bác khách hàng thì khi mua về thì bác sẽ sử dụng đuôi ong cầu 48, thì tất nhiên sẽ cái cầu, cái thùng này sẽ không sử dụng được, nên bác hoàn về. Cũng rất là cảm ơn bác là bác đã gửi kèm 200 ngàn tiền cước vào trong cái bưu phẩm ở trong này rồi, rất cảm ơn. Đó là với khách hàng vậy. Còn nếu bác không gửi 200 ngàn thì đơn vị của tôi cũng không sao, vì là tổng quan kinh doanh lại thì những cái đơn hàng hoàn, những cái đơn hàng đi, kinh doanh khó khăn nhưng mà vẫn phải có những cái tính toán chi tiết. Để sắp tới thì chúng tôi sẽ đóng cái thùng quay này vào trong một cái thùng gỗ, sau đấy bọc bên ngoài, để trong cái quá trình di chuyển vận chuyển của đơn vị chuyển phát, họ sẽ chuyển hàng đến an toàn nhất cho các bác, tránh cái từng tình trạng là va đập làm cong vênh cái sản phẩm mà khi đến tay các bác. Thế còn hàng bên chúng tôi thì toàn hàng chất lượng thôi, hàng rất là đẹp, gửi cho các bác thì các bác yên tâm về chất lượng. Thì có khi là nhiều khi vận chuyển đường xá xa xôi, nó là một cái bưu phẩm cồng kềnh. Để chia sẻ các bác là như vậy. Công việc kinh doanh thì tôi xuất phát từ một người thợ nuôi ong và xuất phát từ một người nông dân mà lên, thì tôi rất thấu hiểu là bỏ đồng tiền ra thì phải thừa hưởng được cái giá trị của cái đồng tiền đấy. Và tất nhiên khi chúng tôi kinh doanh thì cũng phải có một chút lợi nhuận đấy, nhưng không phải quá nhiều các bác ạ. Ngày nay không cái gì là quá nhiều đâu, cái gì quá nhiều thì không tồn tại được lâu, chẳng chặt chém được ai cả ngày nay. Làm sao có một chút lợi nhuận là ok rồi. Còn ngoài sản phẩm này, chúng tôi bán rất nhiều sản phẩm về vật tư ngành ong, như thùng ong, cầu ong, áo bắt ong, mũ bảo hộ, dao, các thứ vật tư ngành ong. Về cơ bản là sẽ cung cấp đủ các bác là như thế. Còn chia sẻ các bác nội dung vậy thôi, không phải một cái video là tôi trách các bác mà không nhận hàng đâu các bác ạ. Thoải mái đi, mua bán vô tư, thoải mái, vui vẻ. Mua lần này không được thì mua lần sau. Các bác lưu ý kỹ nào. Giúp tôi là điện hàng đến, điện thoại đến thì tôi không trực tiếp nghe, thì có anh chị em trong tổ bán hàng online chúng tôi sẽ nghe và sẽ tư vấn cho các bác.
Còn các bác muốn tư vấn về kỹ thuật nuôi ong thì tôi cũng đang xây dựng một series những cái kỹ thuật về nuôi ong từ cơ bản, từ cách đóng thùng, từ quy chuẩn của ong, tập tính sinh học. Nói chung tôi sẽ cùng các bác đồng hành trong cái quá trình thời gian sắp tới. Thời gian vừa rồi tôi bận thì mang hơi hòa tí. Thì một cái video cũng chia sẻ khá nhiều những cái nội dung. Rất là mong các bác hiểu được cho công việc kinh doanh. Khó khăn thì có khó khăn, ai cũng khó khăn. Chúng tôi kinh doanh rất khó khăn, và khi các bác tư đặt hàng nhận một sản phẩm mà nó không như ý thì các bác cũng không vui chút nào. Thì làm sao cả hai bên cùng hài hòa các bác nhé. Hàng, thùng ong, vật tư ngành ong luôn luôn là hàng rất là nhiều để đảm bảo được cái quá trình kinh doanh của chúng tôi. Các bác đặt hàng lúc nào cũng có. Và cũng rất là mong rằng là khi các bác mua được cái sản phẩm tốt rồi thì anh chị em hoặc là đồng nghiệp của các bác mà muốn mua thì các bác giới thiệu bên cơ sở chúng tôi nhé. Và số điện thoại với như mọi khi các bác liên hệ số bên này để được đặt hàng. Rất là trân trọng cảm ơn hàng. Các bác lưu ý là kiểm tra kỹ trước khi nhận, không ưng ý các bác hoàn về đơn vị chúng tôi. Xin chào toàn thể các bác.